Đây, cái xe ma có cái mạch nguồn nè mọi người. Bên đây là cục pin nha mọi người, pin 4V vô in vô này nha mọi người. À, bên đây out ra nè, out ra 1V5 nha mọi người. Đó, này vô đồng hồ nha mọi người. Đó, giờ nó chạy đây nè mọi người. Đó, nè. À, mọi người kỹ thì bắn keo lại, không kỹ thì để vậy xài luôn mọi người. 10 năm sau mới đụng tới nữa nha mọi người. Trừ khi nào đồng hồ bị hư thôi, đồng hồ không hư thì nó chạy hoài, nó không hết pin nha mọi người. Đó. Bạch mình đấu nè, hai điện trở mà mình giấu dưới nè, con tụ hai điện trở nè. Tại mình không có 100kg, mình chơi hai con 200kg, mình đấu song song lại nha mọi người. Đó, cực B nè. Con điện trở nằm dưới qua cực C nè. Con chở nằm trên là cực B xuống mát nè. Đơn giản vậy đó. À, cực E. Cực E của C1815 nè. Nó vô nguồn cộng của cái đồng hồ nè. À, nguồn trừ cái đồng hồ là chung nha. Là chung với mát của cục pin luôn. Rồi cực dương là cực vô cái nguồn vô. Dương của pin á, nguồn vô cực C nè. Dây màu đen này nè. Đó, đồng này nè. Đó. Đó mình làm nãy giờ đó, à, giờ mò hoạt động nha mọi người. Đó, Sima đây, à, nhìn kỹ lại đi. Rồi, ngay 4V là ngay ngay nguồn của pin vô nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem video. Thấy hay cho mình một đăng ký. Giờ mình làm gọn lại nha mọi người. Dùng điện trở 100kg 1W, mình không có thì mình lấy hai con 200kg 0.5 mình móc song song lại nha mọi người. Đầu tiên hàng B phân cực với cực C nhau nè. Bắn keo xuống luôn. Làm vậy cái mình khỏi mất công thay pin cả nhà ơi. 2-3 tháng thay pin hoài mệt quá. Còn chở 100kg 1W nha mọi người. Chưa cực B nha mọi người. Đó. Coi như hai con điện trở là cái cầu đó, một thì vô cực C, một vô cực B nha, cái cầu để mình hạ thế.
đồng thời ngay cực B này cũng có một con tụ ha. Con tụ khoảng 16 mm nha mọi người. Ở đây mình không có, mình lấy 100 mm luôn. Rồi đây hàng này, đây qua đây xuống mát luôn. Cần sạc luôn 10 năm tháo ra thay cục khác. Giặt sẵn lắm. Chứ gắn bo sạc chỉ mất công mệt. Chạy 10 năm mới hết pin rồi loi. Nó chạy tới mình già đi lượm cụm hay là cái đồng hồ nó hư luôn rồi. Nó còn chưa hết pin nữa. Dùm hàng dây âm, dây âm của cái đồng hồ vô chân âm, tủ âm mà. Rồi. Cấp nguồn dương, cấp nguồn âm của pin vô trước đi. Nguồn âm này mình hàng vô vỏ này, có con hàng cái đứt cho nó gần. Âm vô cũng ngay trên tủ âm luôn nha mọi người. Nguồn dương, cấp nguồn dương vô. Nguồn dương vô ngay cực C của Sun Store. Mình không có dây khác màu hàng dây này luôn nha mọi người. Mặt này là mặt hạ áp nha mọi người, hạ áp
mà dòng nó thấp lắm nha, không có dòng cao đâu nha, dòng nó 0,5 mà nha mọi người, không tới, 0,05 mà. Áp từ 4V mà hạ xuống 0,5 nha mọi người. Cầm quay mặt vô rồi cực E bên tay trái nha mọi người. C815 á. Đây, bên tay trái là cực E nè. Đây là E nè. Đây là B nè. Này C nè, giờ mình quay lại nha. Quay lại. Quay lại là cực E bên đây nha, cực B nó sẽ là bên đây nha. Quay quay úp con mặt con chân to xuống là cực B là nằm bên tay trái nha mọi người. Quay úp chân to xuống là cực E bên tay phải nè. Cực C qua cực B con 100 kg 1W nha mọi người. Rồi bây giờ cực B xuống mát là cũng là 100 kg luôn nha mọi người, 1W luôn nha mọi người. Cực B xuống mát là con 100 kg nè. Rồi có một con tụ nè, tụ cực B nè, tụ 10 microfara 16V nha mọi người. Mình không có, mình lấy 100 cũng được nha, trăm thì nó nạp nó phân cực hơi lâu đó, hạ xuống mát rồi. Đó, giờ mình cắt nguồn âm vô nè. Cấp nguồn dương vô cực C nè. Bây giờ đo nguồn ra nó coi rồi cũng qua năm chưa nha mọi người. Nó nguồn vô nè, nguồn ra nè. Đó. Nó đang nạp lên nè, tụ nó nạp lên nè. Đó đúng qua năm mà. Tụ nó nạp lên. Qua năm mà. 1.58 luôn, trên 1.6 luôn. Bây giờ mình cho tải vô là nó sẽ tụt áp xuống. À, dân dây nguồn âm của đồng hồ nè, hàng vô cực âm tụ nè, với cực âm gỗ pin luôn nha mọi người. Rồi dây nguồn out ra nè. Ao ra dây nguồn thấp vô đồng hồ nè.
Hàng dương của đồng hồ là hàng vô cực e của Sunstore nha mọi người. Đó, giờ mình đo coi nó có tải rồi đó, bây giờ mình đo coi nó sụp áp bao nhiêu nha. Đó, nó sụp áp lúc mà đồng hồ chạy là đúng quanh năm luôn nè, quanh 489 nè, quanh năm nè, nó lúc mà nó chạy nè nó thay đổi áp nè. Đúng luôn, đúng quanh năm luôn á mọi người. Lúc đồng hồ hoạt động nè. Cái con nó dao động mà. Rộng trong cái phạm vi 1/5 nha mọi người, là chính xác luôn á. Thành quả gọn mà khỏi tốn pin mọi người. Để mình vẽ cái sima ra cho mọi người xem nha. Đang chạy nè. Còn măng nè, có đâu có gì đâu, thấy không? Đè nó xuống. Lúc mà treo lên nè, đừng cho nó đụng đây. Rồi để mình vẽ cái sima cho mọi người xem nha.